Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đến chức năng Edit. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy chức năng Edit là sự kết hợp giữa hai phần, hai action. Đó là hạt action S và action Info. Vì đầu tiên chúng ta phải lấy ra thông tin, sau đó chúng ta đưa vào những cái ô Textbox. Lúc này đầu tiên chúng ta sẽ mở phần s.html và chúng ta save s lại. Rồi chúng ta sẽ save ở đây với giá trị là edit.html. Sau đó chúng ta tạo ra một action edit. Trong mặt action edit này, đầu tiên chúng ta sẽ phải load một item lên và chúng ta đưa vào trong những cái ô text box của chúng ta. Vì chúng ta đầu tiên chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Vậy thì các bạn đã thấy chúng ta có một cái form. Vậy có phải vấn đề đầu tiên của chúng ta là lấy ra thông tin của user? Lúc này chúng ta sẽ copy phần info action chúng ta xuống, phần đầu tiên xuống. Và chúng ta chỉ sửa lại ở đây là edit. Sau đó chúng ta hãy thử refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Vậy lúc này chúng ta đã nhìn thấy mọi thứ đều đã được đưa vào ô. Tiếp theo là chúng ta cần hiển thị các nhóm ra. Vậy thì để hiển thị được các nhóm thì chúng ta sẽ copy phần tạo ra cái select box ở trên phần add action xuống. Và bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Chúng ta copy vào hàm edit. Và bây giờ chúng ta refresh cái hàm edit của chúng ta lại. Vậy thì chúng ta đã thấy mọi thứ đã hiển thị ra. Tiếp theo nữa, đối với hàm edit này chúng ta cũng phải hiển thị cái file hiện thời là file nào. Vậy thì chúng ta sẽ chờ vào trong phần HTML, phần view của Action Info và chúng ta sẽ copy cái nội dung này. Chúng ta sẽ qua phần Edit và chúng ta bổ sung vào cho nó. Và các bạn thấy khi mà chúng ta viết mã tốt thì chúng ta có thể sử dụng lại rất nhiều. Lúc này chúng ta sẽ không ghi như thế này nữa. Nó sẽ tạo ra cái sự nhầm lẫn. Vậy thì chúng ta sẽ ghi như sau. OR Avatar. Và ở đây chúng ta sẽ đặt là Image Avatar. Lúc này chúng ta sẽ để nó chạy trước cái phần tạo ra cái form file. Sau khi có phần này rồi thì chúng ta sẽ nối Image Avatar vào phía sau này. Và URL này là đường dẫn đến tập tin hình thì chúng ta sẽ bỏ vào đây. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Các bạn đã nhìn thấy cái hình hiển thị ra thì lúc này nó phá cái mẫu của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần chỉnh sửa lại một chút. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó xuống hàng. Vậy thì lúc này tôi sẽ đưa BR vào chuỗi phía trên. Và kế đó nữa, chúng ta sẽ bổ sung một thuộc tính phía sau User Avatar của chúng ta, giống bên hàm Info. Chúng ta sẽ copy phần style này. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại edit.html. Vậy chúng ta đã có cái hình hiện thời.
Bây giờ chúng ta sẽ lưu cái tên của hình này vào trong một trường hợp. Để chút nữa khi chúng ta nhấn bọt qua thì chúng ta có thể là kiểm soát là xem tập tin có upload lên hay không. Thì lúc này chúng ta sẽ tạm thời lưu nó vào một trường hợp. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một trường hợp như sau. Chúng ta sẽ đặt tên là user avatar current. Hoặc là chúng ta để chữ current chứ cũng được, current hiện thời, thì nó sẽ là một trường hợp. Vậy chúng ta sẽ là delete chọn đơn form hai. Form 2 này lúc này name của chúng ta sẽ cũng đặt là current user và ta. Tiếp đó là chúng ta lưu cái tên của cái avatar cũ vào. Vậy chúng ta chính là delete chọn đến item. Bây giờ chúng ta refresh và chúng ta view thuộc để chúng ta xem trường hợp đó. Lúc này tôi đã quên echo cái trường hợp đó ra, vì vậy thì lúc này chúng ta sẽ echo ra. Vậy chúng ta sẽ đưa nó lên phía trên phần này. Và sau đó chúng ta gắn current avatar này vào đây. Và chúng ta refresh lại. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trường hợp này. Thì các bạn đã thấy chúng ta có một trường hợp lưu cái tên hiện thời của cái hình ảnh. Phần này để giúp chúng ta sẽ xử lý trường hợp là chọn một hình nữa thay thế. Khi chúng ta chọn một hình thay thế thì chúng ta phải delete hình cũ đi. Thì lúc này chúng ta đã có tên rồi nên chúng ta sẽ xóa một cách dễ dàng. Hoặc là khi chúng ta không chọn lên thì lúc này chúng ta vẫn có thể sử dụng một câu SQL bình thường. Các bạn sẽ thấy rõ cái tác dụng của cái trường ảnh trong cái phần edit, trong cái phần xử lý sau này, trong phần xử lý này, khi mà chúng ta lưu vào database. Vậy thì lúc này chúng ta bắt đầu sẽ lưu vào database. Lúc này chúng ta hãy nhấn save thử. Khi chúng ta nhấn save thì chúng ta phải kiểm tra cái điều kiện của cái ô textbox này. Vậy thì chúng ta sẽ lại một lần nữa chúng ta đi copy ở bên hàm add action. Thì các bạn thấy cũng nó cũng tương tự như nhau, có nghĩa là khi bọt lên thì chúng ta sẽ phải kiểm tra coi có error hay không. Nếu có error thì chúng ta thông báo error ra ngoài. Còn nếu không có error thì chúng ta sẽ gì thực hiện lấy dữ liệu từ trong cái phần validate ra và sau đó chúng ta đưa vào hàm sell item. Lúc này hàm sell của chúng ta sẽ gọi đến một chức năng đó là admin edit. Vậy thì phần này chúng ta sẽ tạm thời một số dòng lại để chúng ta xem. Vậy thì chúng ta sẽ gọi đến task của chúng ta là admin edit. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế task admin edit ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm thời đóng cái phần redirect lại. Bây giờ chúng ta refresh. Chúng ta hãy thử bấm save. Lúc này chúng ta sẽ nhận được 3 trường hợp lỗi. Thì chính xác, thực sự bây giờ chúng ta sẽ xem lại tại sao nó có 3 trường hợp lỗi. User tồn tại chính xác. Vì chúng ta đang sửa chính cái user này thì khi mà nó kiểm tra vào database của chúng ta thì tester chúng ta tồn tại. Nhưng lúc này chúng ta phải chia ra 2 trường hợp. Trường hợp edit và trường hợp add sẽ khác nhau ở phần user, có nghĩa là đối với trường hợp edit, nếu chúng ta đang edit ở cái user tester này thì chúng ta chấp nhận nó, chứ không chúng ta lại bảo là tester tồn tại chúng ta không cho nó thêm vào thì không đúng. Password, nếu chúng ta không nhập password vào thì chúng ta sử dụng lại password cũ chứ không được quyền báo lỗi. Và email thì cũng thuộc vào trong cái trường hợp giống như user là nó báo tồn tại.
dù chúng ta không thay đổi gì hết thì nó sẽ báo lỗi. Nếu bạn thấy ở đây ví dụ không thay đổi gì hết bấm save thì tạo ra ba lỗi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cái phần validate cho user, validate cho password và validate cho email. Bây giờ chúng ta nhấn save. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh sửa lại phần validate. Vì lúc này validate của chúng ta sẽ dùng chung cho hai trường hợp là trường hợp thêm một item và trường hợp edit, nên chúng ta sẽ sửa lại một chút. Lúc này chúng ta vào trong cái validate user của chúng ta. Vậy thì đầu tiên phần chúng ta cần chỉnh sửa lại chính là phần kiểm tra user. Vậy thì phần kiểm tra user này chúng ta phải chia ra hai trường hợp. Chúng ta sẽ có một mảng tham số truyền vào, vì các bạn sẽ xem. Chúng ta refresh lại. Và chúng ta kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có một mảng tham số truyền vào. Đây là mảng tham số của chúng ta truyền vào trong cái phần validate. Và chúng ta có một phần là action là edit. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái action này để phân chia ra hai trường hợp. Lúc này điều mà chúng ta cần sửa chính là option của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ sửa như thế nào? If nếu array param phần từ action bằng thì chúng ta sử dụng cái option này else. Trong trường hợp thứ hai của chúng ta là action của chúng ta bằng edit. Tôi viết else để ví dụ sau này có nhiều trường hợp xảy ra thì chúng ta có thể else tiếp ở phần này. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ làm như thế nào? Vẫn kiểm tra cái bảng user và xem cái username có tồn tại hay không, nhưng với một điều kiện. Điều kiện này là gì? Chúng ta sẽ xem ở dưới này. Điều kiện này là nếu chúng ta đang sử dụng tester một thì điều kiện là ID phải khác ID khác 24. Có nghĩa là sao? Tìm toàn bộ xem cái giá trị user chúng ta mới nhập vào này nó có tồn tại trong bảng này hay không. Nhưng chúng ta sẽ loại bỏ cái trường hợp chính là tester, chính là ID bằng 24, chính là cái trường hợp mà chúng ta đang edit, chúng ta sẽ không tính. Vậy thì chúng ta sẽ phải bổ sung vào cái mảng option này một điều kiện nữa. Đó là loại trừ điều kiện. Excluder bằng điều kiện của chúng ta. Vậy điều kiện của chúng ta lúc này viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết như sau. Bằng ID. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra bảng user nên ID phải khác với ID mà chúng ta đang edit. Vậy thì ID của chúng ta đang edit là ID nào? Vậy đây là chính là ID của chúng ta đang edit, chính là ID 24. Vậy chúng ta chính là array param phần từ ID. Và bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại để xem lỗi đầu tiên còn báo nữa hay không. Vậy các bạn đã thấy lỗi đầu tiên của chúng ta không hề báo nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ sửa lại trường hợp của password. Thì nếu password không được nhập vào trong trường hợp edit thì chúng ta xem như là họ không sửa password. Vậy chúng ta viết như thế nào? Chúng ta sẽ tìm đến phần kiểm tra password và chúng ta thêm vào. Thì chúng ta cũng sẽ đưa ra hai trường hợp. Lúc này chúng ta, ví dụ như chúng ta cho kiểm tra phần này hoặc không cho kiểm tra, vậy thì chúng ta thực hiện như thế nào? Ví dụ như chúng ta đặt một cái cờ là bằng false, có nghĩa là giá trị. Vậy thì
Lúc này chúng ta kiểm tra là nếu if nếu cái lát này bằng true thì chúng ta mới cho nó kiểm tra, còn không thì chúng ta không cần kiểm tra. Vậy thì cho phép kiểm tra lúc nào? Vì chúng ta đã xét trường hợp if nếu array param phần từ action của chúng ta bằng thì lúc này chúng ta sẽ gán cờ bằng true, có nghĩa là phải kiểm tra điều kiện. Else, trường hợp ngược lại là trường hợp chúng ta sẽ else. Nếu else, nếu trường hợp action bằng edit. Chúng ta chỉ cho kiểm tra khi nào cái phần từ password này khác rộng. Vậy thì chúng ta là if nếu phần từ nếu khác rộng phần từ array param password khác rộng thì chúng ta mới bật cờ lên bằng true. Còn không nó bằng false thì nó sẽ lướt qua. Nếu trong trường hợp mà action là edit và password của chúng ta rỗng thì nó sẽ cờ cái cờ này nó sẽ bằng false. False thì nó sẽ không kiểm tra, vậy là thỏa điều kiện của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh lại để chúng ta xem.